Đây là số tiền 50 triệu trong cấp xe của anh. Mày cũng đáo để lắm. Cái này anh khen em hay là anh chê em? Mày muốn nghĩ sao cũng được. Đến cả tao cũng không đỡ nổi mày. Lúc ở quán nước, tao gần muốn xiêu lòng trước lời năn nỉ của bà Thu. Bản lĩnh của anh bao nhiêu năm trời, trong phút chốc em nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt anh. Mày làm riết tao bực mình mày lắm. Muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác, không hỏi ý kiến tao một tiếng nào hết. Dạ em hiểu, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Cái cách dùng giấy nợ để đánh gục con Sen xem như chưa thành, nay tự nhiên thằng Hai Đờn nhảy vô lãnh. Anh chịu đau chút xíu mà giờ anh đã tội nguyện. Thật sự tao rất nể Sen. Tất cả những đứa con gái đi qua đời tao đều là vì tiền. Nhưng Sen thì khác hẳn. Trong cô ấy thật thà, thủy chung, lại có đức tính hy sinh. Thử hỏi một người con gái như vậy, làm sao tao có thể không yêu được. Thôi, em về đi. Mai anh muốn ăn gì, em mua vào cho anh ăn. Giờ anh chẳng muốn ăn gì, ngoài chỉ muốn ra ngoài để dằn mặt thằng khốn nạn đó. Thôi anh à. Hết giờ rồi, mời chị về. Dạ, cảm ơn anh. Mai em tới nha. Nãy là anh chủ tịch xã, tôi quyết định bãi nại đơn. Dạ lại chầm sớm với nhau, tôi á cũng không muốn khó làm gì. Tôi cảm ơn anh. Số tiền 50 triệu thằng Hai Đờn quả quyết với công an là nó không lấy. Bây giờ anh giải quyết sao? Trời, thằng rể tôi mừng án bạc tỷ, với nó vài chục triệu nhầm nhỏ gì. Với lại á, nó nhớ lầm, do bị thằng Hai Đờn nè đánh chấn thương nặng quá, đừng nói nhớ sai. Số tiền 50 triệu đồng đó đó, nó để ở nhà, nó không mang theo. Nên thật là oan ức cho thằng Hai Đờn. Nó nhờ tôi nè gửi lời xin lỗi bà con. Xin lỗi bà con nha. Trời đất quỷ thần ơi, cái vụ đó bây giờ ông mới nói là sao hả? Ông có biết là cái tội du không người ta là ở tù mấy năm không hả? Thôi. Tức quá mà. Thôi mà. Như vậy là số tiền 50 triệu của cậu Vũ coi như là không mất. Dạ. Bây giờ anh ký vào tờ đơn bãi nại này, coi như là kết thúc mọi chuyện. Dạ. Nè, cho ông biết nghe, hình như cái vụ này á là có thằng đầu sỏ suối ông đúng không? Ác lai ác báo nghe chưa. Thôi mà chị. Nè, chị Nhung á, có rê không? Có. Có.
Thằng rể tôi á, nó nói sớm muộn gì á cũng làm rể sớm này, cho nên không muốn mít lòng với ai hết, giữ quà để với quý mà. Anh Nhông à, xin phép anh cho tôi gặp cháu Sen một chút được không? Bà nè, gọi Sen bà. Sen ơi. Dạ chào chú. Chào cháu. Xin phép anh chị cho tôi hỏi cháu Sen một vài câu được không? Dạ được ạ. Cháu Sen, cháu khỏe không? Dạ con khỏe, con cảm ơn chú. Nghe nói cháu sắp lập gia đình phải không? Nè Sen, vậy chứ bày ưng thằng Vũ, nhưng con có thương nó không hả? Tôi á, tuy là cha dượng nhưng tôi rất tôn trọng quyền quyết định của cháu. Nó ưng đâu tôi gả đó. Anh nói như vậy thì tôi xin phép được bày tỏ, tôi xin đứng ra làm chủ hôn thay mặt ba mẹ cháu Lực, xin hỏi cưới cháu Sen. Cháu nghĩ gì sao? Dạ thưa chú Tùng, con không yêu anh Lực nên con không ưng. Đó, nghe không? Nó đâu ưng. Hoàng hôn. Uống nước nha. Anh cứ đưa cho tôi danh sách các loại thuốc mà anh cần. Ok. Đây, anh cứ xem đi. Đây là những thứ hàng hiếm, hàng tốt. Nếu anh cung cấp cho tôi trong vòng một tuần thì tốt. Một tuần thì cũng có thể, nhưng anh phải tính giá khác cho tôi. Được, tôi sẽ tăng lên cho anh thêm 2 phần. Đây là thuốc Tây chứ có phải đồ sida đâu. Anh tính vậy hẹp hòi cho tôi quá. Thôi, anh ráng được này đi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một mối làm ăn mới sợp lắm. Mối gì? Anh có hàng quá đắt không? Phải là hàng của Tây Âu, như Anh, Pháp, Đức. Tất nhiên là có. Anh cần số lượng bao nhiêu? Tôi cần số lượng lớn. Những thứ mà người ta bỏ đi mà mình vẫn kiếm ra tiền. Cái này thì tôi có thể cung cấp cho anh vô tư. Đa số là hàng viện trợ, người ta không dùng hết, đồ bỏ đi mà. Thì phi vụ này mình bỏ ra 1 đồng mà mình kiếm 10 đồng. Anh thì kiếm cơm, còn tôi chỉ kiếm chút cháo thôi. Thì hai bên cũng có lợi mà. Nhưng mà tôi... Thôi, chuyện này tôi trả lời anh sao vậy? Ok. Vô đi. Vô. Ôi, nói thiệt giá kỳ này á hả? Tôi vay tiền nhiều thiệt nhiều để đầu tư nuôi cá. Dạ, chào chú Tôn. Nói chung là dạ, chào chú Tôn. Dạ. Đi vậy. À chú. Chào chú. Bạn hả chú? Chào chú. Cảm ơn chị tới nghe. Chào chị. Chào anh. Dạ.
Chào anh. Chào chị. À, tạm gửi. Chào chú chút nha. Dạ. Còn cháu chào, chào chú. Dạ. Chào bác. Dạ. Dạ. Chào chị. Dạ. Lợt. Dạ. Sao? Hết buồn chưa? Xoắn tay vô làm ăn với anh nha. Dạ. Có tầm gửi ở đây, con hết buồn rồi. Dạ. Như vậy là quá tốt. Tầm gửi, ngày mai em ghé văn phòng của anh, photo tài liệu rồi phân phát cho bà con nha. Dạ. Còn Lực. Dạ. Ngày mốt chú đi qua các tỉnh bạn, tìm hiểu thị trường cá giống. Dạ. Mà nè, bè cá nhà con hay đợt kiểm tra kỹ chưa? Dạ kỹ. Kiểm tra nhanh đi. Đợt này mà có cá, bè cá nhà con là khai trương đó. Dạ. Dạ. À chú ơi, ngày mai á con in ra danh sách những hộ cần vay vốn để chú duyệt nha. Ờ được. Còn bây giờ hai đứa đi ăn cơm với chú. Có anh Bách nữa. Không có tôi thì buồn lắm á. Tôi mà ơi. Dạ. Dạ con đi liền. Vô thay đồ đi, sửa soạn cho đàng hoàng lại. Thay đồ đi con. Tôi hứa với cậu là tôi làm được. Tôi tin tưởng chú nghe. Nè, cậu nhiều sẽ đẹp quá ha. Làm ăn mà phải cần bộ mặt chứ. Ừ, phải vậy chứ. Vậy có được không? Tôi lên cái coi. Dạ. Thôi con đi nghe. Dạ. Đi đi. Lên xe. Dạ, thôi con đi nghe. Ngồi sát vô. Nè, con đi chơi thoải mái, dừng ở nhà chờ. Dạ, con biết rồi. Dạ, thôi con đi. Đó, gả con cho nhà giàu có không muốn, muốn gả cho thằng nhà mặt rép à. Chú Nhông, anh Vũ tới rồi. Chị Sen chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Thì rước dâu chứ làm gì. Chị Sen, em mời mọi người vô nha. Tôi không cần rước dâu, cũng không cần đưa dâu, chỉ một mình ông Vũ là đủ. Dạ. Sen, tại sao con chọn ngày mà con không cho má biết?
Cô chào Dượng. Chào má. Thưa Dượng, thưa má, thật sự chuyện này con không muốn, nhưng mà Sen! Sen! Anh Lực! Gì vậy? Nghe tin gì chưa? Tin gì? Trời ơi, đám cưới của chị Sen đang rước dâu ngoài kia kìa. Lực! Lực! Anh Lực! Trời ơi, chạy theo anh con coi. Ê con! Lẹ lên! Ôi Lực! Ôi da! Ê! Trời ơi, cẩn thận nha con. Khóc cái gì? Được người ta cứ hỏi đàng hoàng, rồi đây nó sẽ được sung sướng suốt đời. Ở sớm này nè, có ai được như nó không? Hừ. 50 triệu tiền ông đợi con, ông có giữ lấy mà xài. Tôi thề không nhận một đồng. Nhục nhã quá. Hừ. Tiền mà chê. Nhục cái gì mà nhục? Nó đã lỡ ăn ở trước với thằng Vũ rồi, bây giờ người ta xuống cưới, mẹ con bà còn đòi hỏi gì nữa? Thằng Vũ nó cưỡng hiếp con Sen á, ông không cho mẹ con tôi đi thưa. Ông còn hăm dọa đủ điều hết á. Tôi biết ông ham giàu, cho nên lòng ông mới sanh tâm ác. Hạnh phúc gì, có yêu thương gì đâu mà hạnh phúc. Bây giờ bà muốn nghĩ tôi sao nghĩ. Nhưng đối với cô Sen, tôi có giao kèo hẳn hôi. Ông là kẻ vô lương tâm, ông ép con nhỏ tới đường cùng. Tội của ông, nước sông xứ này cũng không rửa sạch nữa. Cả con làm như mắt con không bằng. Sung sướng hạnh phúc đối với nó tôi không quan tâm. Chỉ cần thằng rể quý của tôi phàn nàn một tiếng thôi thì bà sẽ là người lãnh hậu quả. Bởi vì ông bà người ta có câu, mũi dại lái chịu đòn. Oh,
Dạ, cơm xong rồi, mời ông bà xuống ăn cơm. Ăn đi ông. Ừ. Nè bà, về chơi có mấy bữa mà làm gì đem đồ đạc dữ à? Ai nói về chơi? Kỳ này về ở luôn. Mày nói vậy là sao? Sao là sao? Thì ly dị chứ làm sao? Còn thiệt là. Nhìn gì? Lấy chén đồ đũa cho tôi. Dạ. Chuyện vợ chồng mày lục đục làm sao mà ly dị? Hay là mày thấy nó hiền quá rồi mình định ăn hiếp nó phải không? Thôi, trời đánh cũng phải tránh bữa ăn. Để nó ăn xong đi rồi tính. Tôi ăn cơm đi. Con á, chán ngấy là già chồng của con rồi. Làm còn khó chịu. Đã vậy, gặp con em chồng độc ác nữa. Má biết tánh con mà. Không có lửa làm sao có khói. Nè, ăn cơm xong á, đi về bển liền. Trời ơi, ba muốn giết chết con hả? Con không về làm dâu nhà nó được đâu. Vậy còn chồng mày, mày về đây nó có biết không? À, nó có vợ nhỏ rồi. Ừ. Như vậy thì con còn ở với nó được không? Tánh nết mày vậy, làm sao giữ chồng được. Thôi, ăn cơm đi. Ba, má, đây là Sen, vợ mới cưới của con. Dạ, con chào. Trời ơi là trời. Má, má, còn mày á, mày lo có phần của mày đi. Hai con ngồi đi. Sao đứng đó? Dạ, ngồi đi em. Chị ba ơi, cho hai cái chén mới đi chị ba. Dạ. Vũ. Dạ. Tại sao có chuyện hệ trọng như vậy? Con không báo trước cho ba má biết. Còn con tên gì? Dạ cổ tên Sen ba. Thôi hai đứa ăn cơm đi. Dạ ăn cơm đi em. Thôi ăn ăn đi. Tại sao đám cưới không có rước dâu, không có đưa dâu, không lễ lộc, không thông báo gia đình họ hàng gì hết trơn vậy? Dạ, tại con thấy mấy cái đó nó rườm rà rắc rối thêm mà. Rườm rà nhưng mà phong tục. Nhà này từ nào tới giờ có gả, chưa có cưới, cho nên mình phải làm thôi con à. Giết rồi, tụi bay muốn làm gì bay làm. Giống như tao với ba mày chết rồi vậy đó.
Tên gì? Tôi hỏi cô đó. Cô tên gì? Dạ, con tên là Sen. Cái gì? Sen? Tên giống ở đợ vậy? Bỏ chân xuống. Rồi sao mà cô gặp con trai tôi? Rồi quen nó, rồi dụ lấy nó. Chị bà. Mơ, cái này là con. Con đi làm, gặp nhau, rồi tụi con quen nhau, tụi con thương nhau rồi lấy nhau đó má. Tao đâu có hỏi mày. Mày đi làm hay mày đi chơi? Tôi hỏi cô đó. Bà cứ ầu ào vậy, con nói đối làm sao trả lời được. Má, đây là chuyện tình cảm của tụi con. Tụi con thương, tụi con lấy nhau. Nếu vui, tụi con hưởng. Nếu khổ, tụi con chịu. Nếu ba má đồng ý, vợ chồng con ở đây. Còn nếu không thì... vợ chồng con ra ở riêng. Đi đâu vậy? Dạ tụi con về phòng. Dạ con xin phép ba má. Thiệt, nó cưới con này á, tôi không vừa ý chút nào hết trơn á. Biết vậy rồi, thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, bà thông cảm đi. Dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của vợ chồng nó. À, thắng rồi. Còn mày nha, mày á, chuyện của mày chưa xong đâu. Em mệt không? Ngày đầu tiên về nhà chồng, chắc em chưa quen. Từ từ rồi em sẽ quen. Bà má anh hơi khó tính, em ráng chịu khó đi. Khi nào mình có con, ông bà sẽ đổi ý mà. Cũng tại mình cưới nhau một cách hơi khác thường, anh làm tất cả những điều đó là chiều theo ý em. Ba má anh sốc về chuyện đó. Đừng tắt. Tôi sợ tối lắm. Thank you.
tôi múc canh xong rồi đó. Bây giờ tôi lên kêu ông với bà xuống ăn cơm. Gì vậy bà? Trời ơi, mặn như muối lồi sao ăn được? Trang, đem đổ đi, mặn gì sao ăn được? Đem bà đổ đi, còn nhịn gì nữa? Từ từ. Từ từ gì? Đồ hư. Bà đừng có binh. Đó, bà thấy chưa? Cái kiểu này không phải là gái quê như ông Vũ nói đâu. Gái quê thì phải biết nấu ăn chứ. Mày nín. Chắc ở nhà cô ăn uống kiểu này quen rồi cho nên mới nấu cho tôi ăn vậy đó phải không? Sao? Ăn thấy sao bà? Được rồi, tôi ăn cơm đi. Thôi, không có gì đâu con. Con ngồi ăn cơm luôn đi. Dạ thôi, con mời ba má ăn trước. Ừ, cũng được. Nè, mày cứ nói cái kiểu đó đó, tối về nó mét với chồng nó, rồi thằng Vũ nó đánh mày, tao có binh đâu nghe. Bye.
Bà Sen, bà lao kiểu gì mà còn dơ quá vậy? Bụi không à? Đâu, ở đâu vậy cô? Bà Sen, tôi nói cho bà biết, bà đừng có ỷ lại vô anh Vũ. Làm dâu thì phải cho ra làm dâu. Tôi biết Tô Canh đó có kẻ phá hoại đó. Chị Ba, chị có khi nào bị như vậy chưa? Nhưng mà rồi đây tôi và cô sẽ bị thường xuyên cho coi. Cô Sương có chồng lâu chưa chị? Mới có mấy tháng à. Dữ lắm nên bên chồng không có ưa. Dường ấy làm nghề gì? Chủ nhà máy xây lúa. Ôi trời xui đất khiến sao á, mà gặp phải cái cô Sương này. Ta nói đi chơi đêm một cây, bà chủ cho ai mượn tiền mà không trả, cô Sương đi đòi chắc chắn là phải trả. Chợ này á, ai thấy cũng ớn. Trai, thanh niên, chạy dài. Chồng cổ ở xa không biết nên cưới. Giờ chắc tiêu rồi, mới lết đầu về đây ở lại. Rồi đây á, nhà này sẽ có chuyện nữa. Chị Ba. Dạ. Chị Ba đâu rồi? Dạ dạ. Đồ tôi sao không xếp vậy? Dạ dạ. Hàng đã về theo đúng yêu cầu của anh. Cảm ơn. Tôi sẽ thêm cho anh nửa phần. Chuyến sau tôi sẽ thử hàng của các nước Đông Âu. Lấy thú của các nước đó vẫn tốt, nhưng mà thị trường ít chuộng lắm. Bên anh cần gì cứ ghi cụ thể ra, tôi sẵn sàng đáp ứng. Được. Còn chuyện thú quá đát thì anh tính sao? Cứ để tôi suy nghĩ đã. Gì mà ngồi như tượng vậy? Có chuyện gì không cô Sương? Giặt đồ thì phải coi chứ. Cái áo giải mỏng vậy nè, bỏ vô máy giặt quay nó hư hết rồi làm sao? Biết nhiêu tiền không? Đền cho tôi đi. Cái thứ gì đâu mà ăn hại, quê một cục à. Dạ thưa cô Sương, cái áo đó là tôi bỏ vô chứ không phải cô Sen đâu. Tôi không biết, nhưng hư thì phải đền cho tôi. Nè, đừng có ỷ lại vô anh Vũ nha. Thôi, cổ cái tánh nào á thì cái tật đó. Thôi em đừng buồn. Chị Ba. Dạ dạ.
Chào Dương. Lại trời Phật, lại ông bà tổ tiên, lại vong hồn ba con sen phù hộ cho đứa cháu, đứa con của mình được yên ổn vui vẻ hạnh phúc. Em ăn cơm chưa? Rồi. Anh đi từ sáng tới giờ chưa ăn gì hết, đói bụng quá. Em dọn cơm cho anh ăn được không? Ừ? Em đi đâu vậy? Đi dọn cơm.
Em có nhớ nhà không? Nếu nhớ mai mình về. Không. Sang, từ từ, chờ anh với. Dạ hả?
Em nhìn thấy gì không? Anh ước gì mình có được đôi cánh như những con chim đó. Có cánh để làm cái gì? Thì để bay đến nơi nào đó mình thích. Nè, nếu như thực sự bay được thì anh sẽ bay đi đâu? Thì bay đến một nơi nào đó mà không có ai cản trở tình yêu của mình. Em cười gì vậy? Em thấy mình hạnh phúc quá. Giống như là hai vợ chồng vậy. Thì trước sau gì mình cũng là vợ chồng mà. Thôi, ai mà biết được. Lỡ mai mốt á, có cô nào giàu có, xinh đẹp hơn Sen, rồi bỏ Sen đi theo người ta luôn. Không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra với Lực đâu. Tức quá. Phải khóa cái miệng nói bậy này lại mới được nè. Mày biết giờ này mấy giờ không mà điện cho tao? Dạ em xin lỗi, nhưng mà chuyện này gấp lắm, hàng gì cũng được, bị ớt rồi. Quý làm ăn cái kiểu gì vậy? Có đứa nào bị bắt không? Dạ tụi nó thấy lạ nên đứng từ xa quan sát địa điểm giao hàng, nên không có ai bị ớt hết. Thôi mai tính đi. Làm gì mà cô khóc? Làm cái gì mà rần rần vậy? Mệt mỏi cả ngày mới vừa nhắm mắt chưa kịp ngủ gì hết à? Sùm. Mày làm gì cả ngày mà than mệt mỏi? Hết tụ tập với cái đám vô công rủi nghề á, rồi đi shop mua quần áo mỹ phẩm. Tiền thì làm không ra mà xài như cái biển á. Dán ra coi. Nè, tụi bay làm cái giống gì trong đó vậy? Thôi, đi ngủ đi bà ơi. Để tôi hỏi nó. Vũ, chuyện gì vậy? Bà để tôi. Vũ ơi Vũ, con làm gì mà con hét lên làm cái nhà giật mình vậy Vũ? Anh hai à, con ác phụ nó ăn hiếp anh phải không? Anh lôi đầu nó ra đây, tôi xử đẹp nó cho anh coi. Im đi mày. Mày câm cái miệng mày lại. Dạ, con bị dấp cái cửa. Không sao đâu, mọi người đi ngủ đi. Có thiệt không? Dạ. Anh á, mà bao che cho thứ ghế hư đó, mai mốt có gì ráng chịu nghe. Mày mệt quá, đi ngủ tiếp. Thôi, khuya rồi, về phòng ngủ đi bà ơi. Mai tôi cho con quỷ này nó biết tay tôi. Anh Lực. Sao em đi chưa khuya dữ vậy? Không sợ má la? Còn anh, sao giờ này chưa ngủ? Thấy em chưa về, anh thức đợi. Có đúng là anh đợi em không? Hay ngủ không được là gì? Anh Lực, em biết là anh rất là buồn, nhưng mọi chuyện thì đâu cũng vào đó rồi. Nếu mình làm được thì đâu có như ngày hôm nay. Cái gì qua anh hãy cho nó qua. Anh cứ như vậy hoài thì tâm trí đâu mà bằng công chuyện. Em và má lúc nào cũng yêu thương anh. Còn nữa,
Tuy anh gặp nhiều ngang trái, nhưng mọi người ở đây đều hết lòng giúp đỡ anh. Hãy lấy công việc làm niềm vui. Thôi, em đi ngủ đây. Chuyện gì vậy đại ca? Tao đang tính làm sao để chuyển số hàng kế tiếp. Có gì đâu mà đại ca lo. Chẳng phải chuyến vừa rồi mình trúng lớn sao? Nhà nước càng cấm, anh em mình càng mau làm giàu. Tuy mỗi lần qua biên giới rất sợ bộ đội biên phòng, nhưng mà đại ca cứ yên tâm, tụi em là có chiêu hết, nên độ an toàn rất cao. Đại ca, em có phát hiện mới. Chuyến hàng lần sau rất là ngoạn mục, mình không đi đường sông nữa. Em đã thử cách đó rồi. Có cái gì nói thẳng ra đi. Mày là nhà văn hả? Màu mè. Em nghĩ vậy. Em thấy cửa khẩu Vĩnh Ngân Tà Mậu rất là ngon ăn. Mình cổng hàng len lỏi trong đồng sẽ chuyển hàng dễ dàng hơn. Chuyện đó thì tao còn la gì nữa. Chuyện này tao giao cho tụi bay tự quyết định. Muốn làm gì thì làm, miễn sao hàng về trót lọt là được rồi. Dạ, tại vì trước đây có lần tụi em tự xử lý bị anh cho là dám qua mặt. Vì công việc làm ăn của tụi mình hết sức nghiêm trọng nên tụi em phải xin ý kiến anh chứ. Tao đã nói giao cho tụi bay, muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi, tao đang bận tính một kế hoạch lớn sắp tới. Mọi chuyện tao giao thằng Sậy toàn quyền. Nó sẽ vận chuyển xăng dầu, dược phẩm, nhu yếu phẩm và các mặt hàng khác. Tụi bay cứ nghe theo lời của nó, biết phải làm gì rồi đó. Nếu để sơ suất bất cứ chuyện gì thì tụi bay... Dạ, tự xử. Muốn chết cả lũ hết hay sao vậy? Nhát cho tụi bay làm sao tao dám giao chuyện lớn đây. Dạ, tại trước mặt đại ca nên tụi em phải ngoan ngoãn như con mèo. Có nghĩa là sao lương tao tụi bay là con hổ chứ gì? Đâu có đâu đại ca. Dù bất cứ nơi đâu, bất cứ xa cách ở phương trời nào, trong mắt của đại ca, tụi em lúc nào cũng là con mèo ngoan. Nhưng một khi đã nhận nhiệm vụ của đại ca rồi thì tụi em phải vững như đá, lạnh như băng. Có như vậy thì tụi em mới hoàn thành được nhiệm vụ đại ca giao chứ. Đại ca, kỳ này tụi em tự xử lý vụ xăng qua bên kia, ngoạn mục lắm. Ngoạn mục? Làm sao đừng có đến mất cả chì lẫn chài đi. Mọi chuyện mà đổ bể tùm lum ra, tụi bay không có yên với tao đâu. Hôm rày đường sông bị bố ráp quá dữ, cho nên tụi em không chuyên chở được. Kỳ này tụi em làm xiết. Tao không cần biết tụi bay làm cách nào. Tao đổ vô đây rất nhiều tiền, không được để sơ suất gì hết. Đại ca đừng lo, tối nay tụi em sẽ làm xiết. Làm ăn cái gì giờ này chưa tới nữa. Đi buôn lậu làm gì đi chơi không bằng á. Ê, mày làm cái gì vậy? Hút thuốc chứ làm gì. Thấy sẵn không không? Hả? Buồn ngủ hút đi thuốc làm gì dữ mày? Ngủ gì? Muốn sướng á, kiếm nghề khác đi cho đỡ khổ. Làm nghề này phải chịu, biết chưa? Tao nói thiệt với mày nghe, nếu như có đất đai để mà làm ăn đàng hoàng, tao không thèm làm cái chuyện này đâu. Tao ham lắm không bằng. Làm cái này không biết gỡ là lúc nào á.
Thằng kia, mày nhìn gì vậy? Mày nói gì? Nói cho mày biết, mai mày kêu nhông nghỉ việc luôn đi. Làm ăn cái kiểu gì giờ này chưa tới, nhá đệ muốn hết pin luôn à. Thằng Tửng nó không biết ông nhông là cái gì của đại ca hả? Là cái gì thì kệ người ta, không có thời gian quan tâm đến chuyện người khác đâu. Tới được kìa mày. Tao chờ thằng này nè, đến mới rỉ đó. Tới địa điểm á, ông nhớ xé nhỏ ra nha cha nội. Từ từ móc. Sao vậy? Đêm hôm không để ai ngủ, vợ chồng đánh lộn, rồi giờ tính ăn dạ đúng không? Phải biết tự lượng sức mình chứ. Làm không nổi thì nghỉ đi. Đừng có ở đây tôi gai mắt quá. Tránh ra. Cho tôi xuống bếp coi. Nè, tôi nói cho chị biết nghe, đừng có tính vô nhà này hốt của nha. Không có dễ ăn như vậy đâu. Má tôi cho tới giờ phút này vẫn chưa coi bà là dâu đâu. Đừng có mơ. Bà Sen, bà xuống mà coi nè. Làm cái gì mà bếp dơ vậy hả? Gái đứa làm hư hơn mất lết à. Tôi nói cho cô biết, dù cô có là ai đi nữa thì tôi cũng là chị dâu cô. Cô không được quyền xúc xỉm tôi như vậy. Đúng, ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng tôi, cô đâu phải là chị dâu của tôi. Cô nghĩ làm sao vậy? Cô quê một cột à, mà cô là như chị dâu của tôi hả? Cô đừng có mơ. Vậy là có chuyện rồi đó. Tức cười thiệt. Tại anh tôi mê muội mới đem của nợ này về nhà. Ê, tôi điều tra về nhân thân của cô rồi đó. Tôi làm cái gì mà cô điều tra? Tôi đâu có trộm cướp hay là buôn lậu gì mà cô điều tra. Ê, trời đất ơi, cái con này nó quá mức rồi. Mới về nhà này chưa gì đã lên mặt nghiêng ngang. Con này mà không cho nó một bài học nhớ đời á là nó không có chừa đâu. Đúng rồi đó má. Chuyện của cô á cũng đáng cho cái gia đình này quan tâm và phán xét lắm á. Tại anh tôi mê muội cho nên mới mù quáng. Chứ tôi á, tôi đâu có bị khùng. Cô nói vậy là có ý gì? Chứ không đúng hả? Cha mẹ cô là thứ nghèo mặt kiếp. Có đứa con gái có chút nhan sắc thì đem mồi chài anh tôi để kiếm thêm chút tiền. Mà cô thì cũng đâu có trong trắng gì, khi đang là tình nhân của một thằng khố rách áo ôm nào đó, đâu có tốt lành gì đâu. Vậy mà anh tôi đuôi hay sao á, mà đi rước cái thứ lăn loàn trắc nết vậy làm vợ. Đồ cái thứ cùng đinh mạt kiếp, đĩa mà đòi đeo chân hạt. Rồi mày dám đánh tao? Mày má, nó đánh con kìa. Cô ba buông ra đây. Cô ba con này dán ra. Ê, có con kia
Mày vừa vừa thôi chứ mày. Mày coi chừng tao đó. Ở đây loạn hết rồi. Nhà này đâu có phải là nhà quan chức chủ đâu nè. Con ba đâu? Dạ. Lên biểu coi. Dạ. Anh nè, ăn đi. Nè. Uống đi em. Nè, cưng. Coi theo mấy chị mà học hỏi đi. Sao còn không rót mời đại ca đi chứ? Nhanh lên. Phải ngoan ngoãn. Chiều mấy đại gia thì mấy anh mới bo cho nhiều. Đúng không anh? Ừ. Bé này biết chuyện. Đúng vậy. Sao em hiền quá vậy? Phục vụ anh Vũ của anh đi. Anh uống đi anh. Vô em. Nãy giờ môi anh chỉ được kề trên ly bia thôi. Còn bây giờ anh muốn môi anh kề bên môi em. À, anh ơi, từ từ thôi anh ơi. Con bé nó mới vô làm á, từ từ thôi anh. Mới vô hả? Dạ. Hàng mới hả? Dạ. Nè, uống cho anh miếng đi. Ăn đi anh. Nè. Im lặng hết nha. Dạ con nghe nè má. Vũ hả? Mày về đi liền đi. Mày về mày coi con vợ mày đang làm loạn trong nhà tao đi nè. Trời ơi là trời. Dạ con về liền. Ủa anh, có chuyện gì vậy anh? Chuyện của tao. Cầm đi. Thanh toán đi. Tao về. Anh ơi, anh đi nhớ xíu nữa quay lại với tụi đi em chơi đi. Nha. Vô đi. Vô. Ê, nhìn qua đây thiệt. Nè. Xích qua. Qua đây nhanh lên. Có mẹ vậy em. Mà cũng không biết nữa. Qua đây. Đây. Quá. Bye bye nha. Hẹn gặp lại anh. Chào em. Đi chơi với anh nha. Con này là hàng mới đó. Đi với anh nha. Đi em. Ủa anh Vũ. Thôi để bữa khác nha em. Anh Vũ, anh có sao không? Anh Vũ. Dạ, ba không sao. Dạ để em đưa anh Vũ về nghe. Thôi khỏi. Để em đưa. Thôi chuyện gia đình tao để tao giải quyết. Dạ. Anh Vũ.
má ở đó đó, mà nó dám đánh con trước mặt má. Nó đâu coi má ra gì đâu. Bây giờ má đuổi nó ra khỏi nhà đi. Không ấy á, má gọi điện thoại cho ba má của nó, ông bà xui của má đó. Thôi đi, tao có cầm trầu cao đi hỏi hồi nào đâu nói xui da với tao. Mà mày nữa, mày cũng không vừa gì đâu. Mày chửi con ta không còn nước nào để nói nữa. Con mà còn ở trong cái nhà này á là nó không có yên với con đâu. Đi vô. Từ từ thôi. Từ từ. Để bây giờ xô hoài vậy. Cái gì vậy trời? Đi làm ăn không yên, gọi giật ngược giật xuôi về. Má, má kiếm con cái gì không má? Mày đi làm hay mày đi nhậu? Thì con đi tiếp khách mà, chuyện làm ăn đó, đối tác làm ăn của con đó. Dạ. Dạ, chào bác, chào chị. Gì nữa vậy? Tối ngày mày cứ lo đi nhậu nhẹt không? Bởi vậy, đầu óc mày đâu còn tỉnh táo để mày lo dạy vợ dạy con mày. Mới về nhà thì làm ra vẻ hiền thục, yểu điệu, ngoan hiền. Vậy á, mà miệng bằng tay, tay bằng miệng. Bả muốn giết hết cái nhà này nè, để độc chiếm gia tài mà. Tôi chưa có nói câu nào hết á, là thợp cổ đánh tôi rồi. Có mấy chị ba làm chứng á. Người ta nói á, mua heo thì chọn nái, mua gái thì chọn dòng. Trời ơi, ta đâu có ngờ mày rinh về đây một con nhỏ có cái mặt rất là hãm tài, đã vậy nó còn hung dữ nữa. Đúng rồi, tối nào tôi cũng nghe trong phòng anh lục đục hết á. Có phải là nó đánh anh không? Trời đất ơi, bồi bị rình tụi nó hả? Đồ vô duyên. Đâu có đâu, con không có rình, nhưng mà con biết. Ba thấy chưa, chồng của nó mà nó còn đánh thì trong nhà này ai mà nó chừa. Bực mình quá đi. Bây giờ làm sao? Con muốn cái gì? Trong nhà này không chấp nhận ai chống đối. Tôi hỏi sao không trả lời? Cô thách thức tôi hả? Trong nhà này không chấp nhận một kẻ chống đối, cô nghe rõ chưa? Tôi hỏi xong trả lời. Đứng lên. Cô phải biết sức giá là tòng phu. Cô nghe rõ chưa? Cô hiểu rõ không? Mày nghe đi, mày nghe người ta bắn trúng con gái mày ra. Mày nghe đi, mày nghe người ta bắn trúng nè. Mày nghe đi. Buông ra. Chị Phèo, làm gì đó? Cái bà kia, cái bà nhiều chuyện, ai mượn bà xí vô chuyện gia đình người ta? Xí là sao? Rồi sao? Sao? Bà muốn gì? Muốn quýnh là được không? Bà muốn cái gì? Hả? Đi ra đây nè. Ai mượn bà xí vô chuyện gia đình người ta? Hả? Bà nhiều chuyện hả? Bà muốn cái gì? Muốn cái gì? Ra đây. Hả? Bà ngon cái gì? Muốn cái gì? Muốn cái gì? Hả? Bà đi hộp nha. Bà đánh tôi hả? Đánh tôi. 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 Đánh tôi.